Xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 10, Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Kia Carens được sản xuất năm 2009, nước sơn màu lông chuột. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Đặc biệt là cái chợ Uông Bí, Quảng Ninh thì sẽ làm mạnh với các cái dòng xe gầm cao, trong đó có các cái dòng xe 7 chỗ và xe bán tải. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay Đức Trung giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe 7 chỗ. Một cái mẫu xe phải nói là form dáng cũng như là cái tầm tiền của nó rất là hợp lý. Vâng, chiếc Kia Carens được sản xuất năm 2009, trang bị số tự động và động cơ 2.0. Vâng, chiếc xe này thì bên Đức Trung vừa mới nhập về. Đức Trung lên sóng báo giá luôn cho quý anh chị các bạn, ai mà đang tìm kiếm những cái mẫu xe gia đình, vâng, gọi là 7 chỗ cũng được, nhưng mà chính thức là cái dòng xe này nó chỉ có 5+2 thôi, hai cái ghế đằng sau thì nó hơi nhỏ một chút. Nếu như mà gia đình mà có con nhỏ, các trẻ em ấy thì là ngồi ghế sau thì nó cũng hợp lý, người lớn ngồi sau thì là nó hơi nhỏ một chút, hơi kích kích. Bên Đức Trung thì thường xuyên có các cái mẫu xe mà về Đức Trung lên sóng luôn, để quý anh chị các bạn ai mà quan tâm, ai mà đang tìm kiếm các cái mẫu xe sử dụng cho gia đình thì đây là một cái mẫu xe rất là phù hợp nhé. Và cái mẫu xe Kia Carens 2009 7 chỗ ngồi rộng rãi, form dáng cũng khá là đẹp, trang bị số tự động, động cơ xăng 2.0. Ở bên Đức Trung đang chào bán với giá là 285 triệu. Vâng, 285 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe Kia Carens. Chiếc này thì tư nhân một chủ từ mới. Biển Hà Nội nhá, 4 số. Nước sơn màu lông chuột rất là đẹp. 285 triệu đồng. Sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn có thể quan sát chi tiết cái mẫu xe này và ta khám phá sang xem là 275 triệu thì có 285 triệu xin lỗi. 285 triệu xem cái mẫu xe này nó có phù hợp không nhé. Đây là toàn bộ các cái phần form đầu xe. Ta có thể quan sát thấy xe thì được trang bị các cái cụm đèn pha rất là sáng, đèn bi xê lông cớt kết hợp với lại đèn halogen và có cả một đôi đèn gầm nữa, đèn sương mù. Thế và toàn bộ cái mặt ca lăng, cái lưới tản nhiệt cũng như là cái logo xe còn rất là đẹp nhé. Xe được mang biển Hà Nội 30S5606, rất là đẹp. Về cái phần form đầu xe này, các cái đường gân, các cái góc cạnh cực kỳ đẹp. Động cơ 2.0 đang hoạt động này. Vâng, 2.0 nhưng mà so với dòng Innova thì cái dòng xe này nó ăn xăng ít hơn rất là nhiều nhé. Dòng này theo cái sự trải nghiệm của bên Đức Trung thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7 lít rưỡi, 8 lít là cùng thôi, không đến 8 lít. Nếu mà đi đủ 7 chỗ và đi đường xấu thì khả năng là 8 lít, hơn 8 lít cũng có. Nhưng mà nếu mà tính đi trung bình thì nó chỉ rơi khoảng 7 lít rưỡi thôi, rất là tiết kiệm. Thế cái da máy này, máy lổ rất là êm. Tất cả các cái chi tiết trong khoang động cơ này còn rất là mới nhá. Từ cái bình nước này, cái màu sắc của cái nhựa, cái da máy, tất cả các trang thiết bị trên xe cực kỳ đẹp luôn. Người ta quan sát luôn cái lắp capo của xe, mũi tôn keo chỉ zin hết nhé, zin toàn tập, tư nhân một chủ giữ gìn cẩn thận, các cái ốc capo cũng còn zin đẹp nguyên bản, chưa ra. Các cái cụm đèn pha này sáng quắc luôn. Pha đèn gầm đây. 285 triệu thì đã có xe 7 chỗ rồi. Rồi ta quan sát luôn cái các cái đường gân này, rồi các cái góc cạnh của xe. Lốp đây, lốp thì 4 lốp mới như nhau, là răng đúc phanh đĩa này. Xe được trang bị phanh ABS túi khí đàng hoàng. Đăng kiểm thì dài đến tận tháng 3 năm 2021 nhé. Táp lô táp ly thì sạch sẽ, keo chỉ zin đẹp nguyên bản, cam kết là không lỗi nhỏ. Đây ghế nỉ.
hộp tì tay này. Vẫn là ghế nỉ nguyên bản. Đây, trần nỉ nguyên bản của xe này, có cửa sổ lóc, rất là đẹp luôn. Trang bị số tự động, điều hòa auto, vô lăng 4 chấu, có túi khí, có tích hợp các cái phím bấm. Táp lô táp ly rất là sạch sẽ nhé. Bản lề hạn chế cửa để các cái bậc lên xuống này, cực kỳ đẹp. Còn đây là chi tiết của cánh đằng sau ở bên phụ đây. Keo chỉ toàn bộ các cái phần sơn cũng như là phần da này nhé, vẫn là zin đẹp nguyên bản. Vâng, xe gia đình không taxi dịch vụ cho nên là giữ gìn rất là cẩn thận. Và quý anh chị các bạn mua chiếc xe này về sử dụng gia đình thì hoàn toàn yên tâm. Và cái dòng xe 7 chỗ của cái form này mình cảm giác ngồi nó rộng rãi hơn là dòng Innova. Đây là hai cái ghế đằng sau. Hai cái ghế sau gập xuống để tạo thành một cái khoang chứa hành lý rất là lý tưởng nhá. Ở đây là các cái dụng cụ đồ nghề đi theo xe còn đầy đủ hết. Và cam kết là xe không lỗi. Vâng, tìm ra lỗi thì bên Đức Trung biếu xe luôn. Vâng, nói vậy thôi chứ xe cũ thì nó cũng chỉ có xây xước thôi. Nếu mà gọi là lỗi thì cũng hoàn toàn là chưa có lỗi nhé. Còn chưa bắt một phân keo chỉ nào. Vâng, đây là chi tiết của cánh đằng sau và bên lái. Còn đây nước uống mang theo xe, tất cả đầy đủ. Xe này trang bị giá lóc. Đây là cái phanh rừng này, chân phanh, chân ga. Ta quan sát lại toàn bộ các cái phần vô lăng cũng như là các cái phím bấm. Xe chạy 9 vạn, hơn 9 vạn một chút. Gương kính chỉnh điện. Ta quan sát lại toàn bộ các cái phần form dáng phía bên ngoài của xe. Một cái mẫu xe 7 chỗ rất là đẹp nhé. Bằng giá chỉ có 285 triệu. Cái dòng xe này thì máy móc gầm bệ của nó cực kỳ lành. Qua 11 năm sử dụng nhưng mà chưa có một cái dấu hiệu mục mọt. Điều hòa mát sâu, nước nó chảy ướt hết từ cả dưới gầm. Cái độ lạnh của điều hòa này rất là siêu luôn, rất là mát. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua Đức Trung đã giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Kia Carren sản xuất năm 2009, nước sơn màu lông chuột, trang bị số tự động và động cơ 2.0. Vâng, có phanh ABS, túi khí, có cửa sổ trời, là răng đúc, gương kính điện, đầy đủ các cái thiết bị an toàn hiện đại đẹp. Trang bị đèn bi xê lông siêu sáng. Form dáng xe còn rất là đẹp nhé. Trang thiết bị để nguyên zin hết. Và cái mẫu xe trên thì ở bên Đức Trung đang chào bán với giá là 285 triệu. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video sau.